Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang xem trận bóng chuyền hai nữ, trận bán kết 1 giữa giáo viên trường trung học phổ thông Vị Thanh và giáo viên trường trung học phổ thông Cái Tắc. Trận đấu đã được bắt đầu. Đây là hai đội bóng đã từng gặp nhau tại vòng bảng và trường Vị Thanh đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Điểm cho Vị Thanh 1-0. Điểm cho Vị Thanh 3-0. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi nữ do Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Điểm giờ Cái Tắc 1-3. Điểm cho Vị Thanh 4-1. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 5-1. Điểm cho Vị Thanh 6-1. Điểm cho Vị Thanh 7-1. Trung học phổ thông Cái Tắc xin được hủy. Thời gian hội ý đã hết hai trận đấu. Hai đội tiếp tục trận đấu. Vị Thanh giao bóng. Vị
Trọng Sơn điểm cho Duy Thanh 8-1. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 9-1. Điểm Duy Thanh 10-1. Tiếp tục là điểm cho Duy Thanh 11-1. Bóng ngoài sân điểm cho cái tắc 2-11. Bóng thông qua lưới điểm cho cái tắc 3-11. Bóng ngoài sân điểm cho cái tắc 4-11. Bóng thông qua lưới điểm cho cái tắc 5-11. Bóng trong sân điểm cho Duy Thanh 12-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 13-5. Chú Học không có tắt, tiếp tục hỏi ý lần thứ hai. Xin chào. Trận đấu tiếp tục.
bóng ngoài sân, điểm cho Qatar 6-13. Bóng ngoài sân, điểm cho Dị Thanh 14-6. Bóng thông qua lưới, điểm cho cái tắc 7-14. Đập bóng tốt, điểm cho Dị Thanh 15-7. Đập bóng tốt, điểm cho Dị Thanh 16-7. Bóng không qua lưới, điểm cho Dị Thanh 17-7. Bóng thông qua lưới, điểm cho Dị Thanh 18-7. Tiếp tục, điểm cho Dị Thanh 19-7. Tiếp tục, điểm cho Dị Thanh 20-7.
Tiếp tục là điểm cho Duy Thanh 21-7. Điểm vô cây tắc 8-21. Tiếp tục điểm cho cái tắc 9-21. Bóng ngoài sân, điểm cho Dị Thanh 22-9. Tiếp tục điểm cho Dị Thanh 23-9. Sân, điểm cho Vị Thanh 24-9. Điểm cuối cùng. Bóng ngoài sân kết thúc hiệp 1, Vị Thanh thắng với tỷ số 25-9. Xin chúc mừng đội Vị Thanh.